Vượt qua hầm đường bộ phía bắc đèo Hải Vân là đến đầm Lập An, có tên gọi khác là đầm An Cư. Đầm nước lợ rộng khoảng 800 hecta là một điểm du lịch khá lý tưởng đối với du khách trong và ngoài nước. Tại đây, du khách ngoài việc tham quan ngắm cảnh sông nước thơ mộng, còn được thưởng thức món ăn hàu đặc sản vừa ngon vừa ngọt của địa phương. Hàu ở đầm Lập An chủ yếu được nuôi trồng trong môi trường tự nhiên như trình bày của ông Dương, một cư dân ở thị trấn Lăng Cô. Hàu tự nhiên họ nuôi bằng cái lục sen đó. Đó, anh cũng thấy cái lục sen đó họ cầm thôi, chặn dây họ treo lên là tự nhiên được sinh ra đó. Cũng theo lời ông Dương, nghề nuôi hàu tự nhiên ở đầm Lập An có từ mấy chục năm nay. Tuy nhiên, thông qua người bạn có nuôi hàu nên ông Dương được biết mấy năm gần đây ở một số nơi có nhiều bà con nuôi hàu bằng cách mua giống ở nơi khác về rồi bắt đầu cấy ghép. Qua tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy số hộ dân nuôi hàu ở đầm Lập An chủ yếu vẫn là nuôi trong môi trường tự nhiên. Một người đàn ông theo nghề hàu chia sẻ cách nuôi hàu tự nhiên tiện lợi là hàu có sẵn trong nước, bà con chỉ cần bỏ ra ít vốn. Một năm thu hoạch một lần và thời gian nhàn rỗi có thể đi làm thêm những công việc khác. Bỏ vốn ra mình nuôi thôi. Mình bỏ vốn ra bỏ một lần thôi. Một năm nó làm một lần. Một lần nó còn được 5 tháng. 5 tháng nó đâu nghỉ làm nghề khác. Chai lưới. Nghề nuôi hàu đối với người đàn ông này nếu nói nặng nhọc thì không có nặng nhọc gì. Còn nguy hiểm là khi bóc vỏ hàu nên cẩn thận một chút xíu để tránh bị vỏ hàu đâm vào tay. Nói chung, ngoài việc giúp cho người dân có cái nghề để khỏi phải đi làm thuê, mà còn giúp kiếm thêm thu nhập. Người đàn ông này cho biết thu nhập bình quân trong ngày từ việc buôn bán hàu cỡ khoảng 200.000 đồng. Vợ chồng cùng làm cũng đủ trang trải cuộc sống gia đình. Một ngày mình quấn để khi mình bỏ xuống là không có tiền. Lấy tiền đi là có tiền, sau này mình bỏ xuống lại để mình nuôi lại là không có tiền nữa. Cho nên là mình quấn thì trong ngày được 200 ngàn một ngày. Giá 1 kg hàu đã bóc vỏ khoảng từ 80 đến 100 ngàn đồng. Còn hàu chưa bóc vỏ, 1 kg khoảng từ 15 đến 20 ngàn đồng. Thu nhập của hộ theo nghề hàu còn tùy thuộc vào sức mua của người dân. Hiện tại, có hơn 100 hộ dân nuôi hàu ở đầm Lập An. Cỡ khoảng tháng 3 cho đến tháng 5 là bà con bắt đầu cắm sào, giăng dây và treo lốp cao su để nuôi hàu. Đến những tháng gần Tết là bắt đầu thu hoạch. Tiếp xúc với một số hộ theo nghề hàu ở đầm Lập An, chúng tôi ngạc nhiên là ban đầu bà con có phản ứng dè dặt đối với người làm báo đài. Nguyên do được bà con cho biết là vào năm 2016, một số báo đài nhà nước Việt Nam như đài VTC14 đã đưa những bản tin liên quan đến việc các hộ dân ở huyện Phú Lộc nuôi hàu bằng lốp cao su mà nếu người dân ăn vào sẽ bị ngộ độc, có thể gây bệnh ung thư. Mặc dù sau đó các báo đài này đã có những bản tin đính chính, nhưng việc vội vàng đưa thông tin thiếu chính xác, chưa có kết luận khoa học như trên đã khiến cho các hộ theo nghề hàu đối diện với cơn khủng hoảng chưa từng có. Một hộ kinh doanh hàu chia sẻ. Người đàn ông theo nghề hàu giải thích lốp cao su là phương tiện để hàu bám vào mà sinh trưởng, chứ hàu không thu nạp độc tố từ lốp cao su. Cái lốp cao su thì có hắn đưa cái thể vô hắn bám để ăn sống thôi. Chứ không ăn cái lốp cao su hết á. Tại vì ăn phù du, ăn nước. Nhưng mà có những người họ ghét á. Thì họ lại là đến nữa. Để tôi sau này đã biết xem 14 là có nói xin lỗi. Tại vì nó không có khoa học. Nó không có chứng minh. Người đàn ông này nói bản thân khá bức xúc ở thời điểm nghe và đọc những bản tin gây thất thiệt như vậy. Nó đã gây ảnh hưởng quá lớn đến công việc làm ăn của gia đình cũng như việc kinh doanh, buôn bán của các hộ theo nghề hàu ở đầm Lập An. Hàu vớt lên không tiêu thụ được. Phải mất rất nhiều thời gian sau này, người dân mới có thể tiêu thụ hàu trở lại bình thường. Trước đó là năm 2015, Ủy ban Nhân dân thị trấn Lăng Cô cùng với Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc đã huy động một lực lượng đông đảo tiến hành cưỡng chế
tháo dỡ các điểm nuôi hầu ở đầm Lập An. Việc tháo dỡ được tiến hành tại các vùng từ Mũi Rạng đến Mũi Cửa Khẩu, Vịnh Loan Lý, An Cư Tân, An Cư Đông, An Cư Tây, Mũi Chùa. Đồng thời cho quy hoạch lại việc nuôi hầu ở đầm Lập An vì cho rằng việc bà con nuôi hầu bằng lốp cao su như thế đang gây ô nhiễm môi trường nước, hầu chết hàng loạt, giảm chất lượng, làm ảnh hưởng thương hiệu hầu xứ Huế. Theo đó, vùng nuôi hầu của người dân hiện nằm hoàn toàn phía tây đầm Lập An, có diện tích 100 hectare, còn phía đông đầm Lập An thì phát triển du lịch. Họ nói ô nhiễm môi trường thôi, đã có một số họ về thí nghiệm là nói giống như bầu cái lốp xe của cao su nhiều quá, thì sẽ cái mặt nước bị ô nhiễm. Một số hộ dân theo nghề hầu ở đầm Lập An thừa nhận đúng là lốp cao su có gây ô nhiễm môi trường nước và việc vỏ hầu vứt tràn lan, lốp cao su chất đống, gây mất mỹ quan nơi khu du lịch. Nhưng đó chưa hẳn là nguyên nhân duy nhất gây ảnh hưởng không tốt đến đầm Lập An. Một số hộ dân nói hiện nay ở đầm Lập An có những nhà hàng kinh doanh ăn uống hàng ngày đã đổ một lượng nước thải bẩn thỉu xuống đầm, gây tác hại còn kinh khủng hơn. Thời gian em gần lại đấy, những cái nhà hàng á, anh mở ra mà nước thải anh sinh hoạt cho nên thải cũng đâm. Ngày xưa nó sập, bởi vì đâm đến ô nhiễm nhiều rồi. Hầu sau khi lấy thịt còn lại vỏ có thể tái chế thành vôi, nhưng các cơ quan chức năng địa phương lại chưa chỉ định chỗ tập trung cụ thể để thu gom. Cho nên các hộ dân dù biết việc vứt vỏ hầu xung quanh đầm Lập An là gây mất mỹ quan, nhưng không có cách nào khác để xử lý tốt hơn. Không được nuôi hầu, một số bà con đã phải đi làm thuê, rồi sau đó thất nghiệp, bà con lại quay về với nghề hầu như trước. Khó quan việc làm phải làm lại. Nếu mà không làm nghề hầu đi thì đó, thì phải đi phụ hồ, phụ cửa xây hoặc là tìm nghề mà sau này họ làm lại đó. Họ không có công an việc làm, họ phải làm lại. Trong khi đó, đại diện chính quyền thị trấn Lăng Cô có chủ trương chuyển đổi nghề nghiệp cho các hộ dân theo nghề hầu ở địa phương như mở lớp đào tạo nghề dịch vụ du lịch, phổ biến kiến trúc trồng và chăm sóc cây cảnh. Nhưng cho đến hiện tại, sự hưởng ứng của bà con là chưa rõ rệt vì kế hoạch nêu ra vẫn chưa có hướng triển khai cụ thể.